Anh đã từng gặp phải trường hợp kinh doanh kiểu gì chưa? Rồi, anh từng gặp. Anh có thể nói rõ hơn về cái lần đấy không? Cái lần có lẽ nhớ nhất là hồi 2018. Lúc đó thì anh được một cái nơi cho một cái shop lưu trú sáng tác ở phía Tây của Hồ Chí Minh. Thì xong rồi lúc mà anh hoạt động làm việc ở đấy thì có một lần là bị vướng vô vấn đề với bên chính quyền do đụng chạm tới hình ảnh hình tượng của lãnh tụ. Thì anh cảm thấy như thế nào khi mà kiểu gì như vậy? Hồi đó thì mình cảm thấy chắc là sẽ có ba cái cảm giác trước sau ở trước lúc và bị và sau bây giờ. Trước lúc đó thì anh cũng suy nghĩ nhiều về cái việc đụng chạm dùng cái hình ảnh đấy để làm, tại vì lúc mà anh làm cũng là anh muốn engage với cái cơ chế kiểm duyệt, tại vì anh biết là làm nó có một cái risk rủi ro và nhưng mà anh vẫn chọn làm, thì nhưng mà anh không biết là nó sẽ cái mức độ nó sẽ ra sao và thế nào. Và lúc đang bị thì anh mới thấy là nó có một cái tầm ảnh hưởng nghiêm trọng nhất định, tức là cái anh thấy lo nhất là liên lụy đến những người khác, đặc biệt là cái những cái tổ người ban tổ chức mà cho anh cái shop lưu trú đấy. Nhưng mà đến bây giờ nhìn lại thì đó, anh thấy cũng cái việc nó cũng trôi qua rồi, và tức là mất khoảng 1 năm để anh có thể cảm thấy là thoải mái và không có bị phải lo lắng về cái việc mà bị dòm ngó hay là kiểm soát. Vậy thì theo anh kiểm duyệt là Anh kiểm duyệt nó xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau, và nếu mà mình đang nói đến cái nghĩa chính thức của nó thì nó là một cái hành động, cái cơ chế được xây dựng bởi một cái cơ quan chức năng có quyền lực, và thường là họ, nhưng mà anh nghĩ là cái nó có nhiều cái để nói về kiểm duyệt, nhưng mà anh nghĩ là nó đôi lúc nó rõ ràng, đôi lúc nó không rõ ràng, có những cái luật lệ mà anh nghĩ là đó mọi người ai cũng biết, và có những cái nhiều lúc mà mọi người không lường trước được. anh có nghĩ là có cần phải có sự kiểm duyệt như vậy không? Anh nghĩ là cả hai, tức là mình cũng không thể nào mà nghĩ là nó cần hay không, tại vì nó đã tồn tại, nó là một cái điều kiện mặc định của hoạt động văn hóa hay là sáng tạo ở đây, nên vì cái việc mà nghĩ nó cần hay không cần cũng khó, cũng không có ý nghĩa mày, mà là nghĩa là giờ phải sống với nó và làm với nó như thế nào.